mệt chết mình đi. Thân là phụ nữ không thể tùy tiện quá đâu. Cậu luôn phải chú ý hình tượng cho bản thân. Đây là nhà của mình mà, ở đâu cũng vậy. Phụ nữ luôn phải thể hiện dáng vẻ đẹp nhất của bản thân. Nếu không, anh Kim của cậu sẽ chán cậu đó. Cậu nói xem, liệu anh ấy có như vậy không? Tất cả đàn ông đều giống nhau, đặc biệt là những người làm việc trong giới giải trí như anh Kim. Xung quanh có biết bao nhiêu cô gái đẹp. Mình hiểu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mình phải thay đổi hoàn toàn hình tượng của mình, để chồng yêu mình cả đời. Cậu nghe xem, tiếng đó lại xuất hiện rồi. Có phải con búp bê đó gây chuyện không? Lên đó xem thử. Cậu thấy chưa? Nó biết tự chạy đi đó. Đi thôi. Tiếng gì vậy? Chúng ta đi xem thử. Đi thôi, chúng ta đi xem. Cậu đừng đi, tầng hầm đáng sợ lắm. Đừng sợ, chúng ta đi xem thử thôi. Đi thôi. Nó còn sống. Nó sống đó. Sống đó. Cậu
còn sống. Nó sống. Nó còn sống. Nó sống đó. Hai người làm gì ở đây vậy? Chúng tôi nghe thấy phía dưới có tiếng, cho nên xuống dưới xem thử. Chị đến đây làm gì? Tôi thấy cầu chị bị cháy nên đến xem thử. Tầng hầm rất bẩn nên sau này đừng đến đây nữa. Mình không có lừa cậu đúng không? Mấy ngày nay mình sắp điên luôn rồi. Chủ nhà này ở một mình sao? Chị ta không có chồng à? Mình cũng không rõ lắm. Mình nghe hàng xóm bảo chị ta hình như quay về từ nước ngoài. Chồng chị ta đã dứt bỏ chị ta, cho nên chị ta mới về nước. Là vậy sao? Mình phải làm sao đây Nhân Nhân? Cậu đừng hoảng loạn. Đây chắc chắn đều do con người làm. Ý cậu là chị Trần?